Duy Hà Nội phố xin mến chào quý vị và các bạn. Món cá sạch chiên lá lốt có lớp bên ngoài vàng đều, giòn tan, bên trong thì lại béo thơm, chắc chắn sẽ là món khoái khẩu dành cho gia đình. Mời quý vị và bạn cùng Duy vào bếp thực hiện ngay món cá sạch chiên lá lốt này nhé. Thưa quý vị, Duy có nửa củ hành tây, Duy sẽ thái nhỏ ra. Lá lốt chúng ta chia làm hai phần, một phần Duy thái nhỏ để chiên với chạch, còn một phần cuốn ăn với lại chạch. Cái bát này này. Hành tây Duy cho vào máy xay để chúng ta xay, chúng ta vắt nước ra. Duy cho vào đây 2 thìa nước. Thưa quý vị, Duy có nửa cân chạch 100.000 một cân đã sơ chế sạch sẽ rồi. Cách sơ chế chạch cũng rất là đơn giản, khi chúng ta mua về còn tươi, chúng ta cho luôn vào một cái thau. Sau đó chúng ta cho muối vắt chanh để khoảng 2 phút để cho chạch nó tự nó dãy giụa trong đó, thì nó sẽ tự động nó làm sạch phần nhớt cũng như là khử mùi tanh. Tiếp theo chúng ta sẽ rửa sạch qua các lần nước. Sau đó thì chúng ta có thể là moi ruột hoặc là không moi cũng được. Duy cho nửa thìa hạt nêm, một chút bột tiêu, nửa thìa mắm, nước hành tây, khoảng một thìa dầu điều. Nếu chúng ta không có dầu điều thì chúng ta có thể thay thế bằng bột nghệ hoặc là nước nghệ. Duy cho nửa thìa bột ngọt. Chúng ta trộn đều. Duy cho khoảng 60g bột chiên giòn. Không cần nhiều quá quý vị nhé. Nếu chúng ta không có bột chiên giòn, chúng ta có thể thay thế bằng bột năng, bột ngô hoặc là bột mì tổng hợp. Chúng ta sẽ ướp cá trong thời gian 15 phút. Duy cho dầu ăn vào chảo. Dầu nóng ra, Duy bắt đầu cho cá vào chiên. Cá như này là chín rồi, chúng ta chiên hai lửa nhé. Duy sẽ gắp cá cho ra ngoài cho ráo dầu. Khi dầu nóng ra, Duy cho lá lốt vào. Chúng ta chiên lần hai, cho cá vào. Thưa quý vị, Duy chiên lần 2 như thế này được rồi. Duy tắt bếp. Bây giờ Duy làm nước chấm. Duy cho 2 thìa nước ấm, 1 thìa nước mắm, nửa quả chanh, đường nửa thìa, chúng ta hòa tan lên. Sau đó chúng ta cho tỏi và ớt.
Thú vị, cá trạch chiên là lốt giòn tan mà giữ được hương vị đặc trưng, tươi ngon của cá trạch. Thịt cá mềm, béo, thấm vị, quyện cùng với vị lá lốt. Đây là một món ăn cực kỳ hấp dẫn. Chúc quý vị thành công. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Hãy nhấn like để ủng hộ kênh. Đừng quên nhấn đăng ký để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.